Trần Triết Viễn bất ngờ được khen ở cây ô liu màu trắng, fan cũng cảm thán khó nhận ra. Mới đây, Trần Triết Viễn gây chú ý vì diện mạo khác biệt, kể từ khi tham gia quay hình bộ phim Cây ô liu màu trắng, sau thành công của Vụng trộm không thể giấu, Trần Triết Viễn đang nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả màn ảnh nhỏ khi tham gia vào dự án phim mới này. Được biết, Cây ô liu màu trắng là dự án mang màu sắc quân sự, nên đòi hỏi diễn viên phải có kinh nghiệm và độ cao tay về diễn xuất, cũng như ngoại hình để cân nổi vai diễn trong bộ phim này. Chính vì thế, nhiều khán giả cũng từng lo lắng rằng, vẻ ngoài thư sinh của Trần Triết Viễn chưa đủ rắn rỏi để đảm nhận vai nam chính. Tuy nhiên gần đây, Trần Triết Viễn tiết lộ, anh đã tăng lên 70kg, tăng 8kg so với thời điểm quay Vụng trộm không thể giấu, 62kg, để phù hợp với tạo hình nhân vật trong phim. Trần Triết Viễn cũng chia sẻ anh đã áp dụng chế độ ăn uống và tập luyện vô cùng nghiêm khắc để ngoại hình trông rắn rỏi, săn chắc hơn. Hành động này của Trần Triết Viễn được người hâm mộ khen ngợi vì quá kính nghiệp. Chính vì thế, nam diễn viên cũng đang được khán giả mong chờ được nhìn thấy diện mạo bứt phá mới của anh qua vai diễn này khi bộ phim được công chiếu. Được biết, Cây ô liu màu trắng được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Cây ô liu màu trắng kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ phóng viên truyền hình vệ tinh Tống Nhiễm và kỹ sư gỡ mình kim tình nguyện viên Lý Toản. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người bắt đầu khi phóng viên Tống Nhiễm gặp nguy hiểm trong lúc thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn ở miền Đông Trung Quốc. Trước tình thế cấp bách, Tống Nhiễm đã được Lý Toản cứu thoát, cả hai nảy sinh tình cảm, trải qua nhiều nỗi đau chia cắt và hiểu lầm, cuối cùng mới trở về bên nhau. Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng trong phim của Trương Nghệ Mưu, bật khóc nói lời cảm ơn một nhân vật ngay trong ngày vui. Sáng ngày 12 tháng 1, trailer phim điện ảnh Điều thứ 20 do đạo diễn số 1 Trung Quốc Trương Nghệ Mưu vừa tung ra đã dậy sóng khắp các trang mạng xã hội vì sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh. Được biết, trước đó Triệu Lệ Dĩnh chưa từng công bố tham gia bộ phim này. Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh với vai nữ phụ trong Điều thứ 20 đánh dấu bước đột phá mới trong sự nghiệp diễn xuất của nàng Hoa Đáng. Từ khóa Triệu Lệ Dĩnh đóng vai Khiếm Thính nhanh chóng chiếm top một hot search của mạng xã hội Weibo với 110 triệu lượt xem chỉ trong chưa đến 2 giờ đầu tiên. Trên trang cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh cũng đăng bài quảng bá phim bằng thủ ngữ, ngôn ngữ của người khiếm thính. Trước đó, nữ diễn viên đã dành 2 tháng học thủ ngữ, chuẩn bị cho vai diễn. Ngoài ra, những biểu cảm hoảng hốt, bất lực của cô trong trailer cũng gây ấn tượng mạnh, cho thấy hình ảnh mới đột phá của nữ diễn viên sau những vai truyền hình nổi tiếng. Trong đoạn video quảng bá dự án điện ảnh, Triệu Lệ Dĩnh đã không quên gửi lời cảm ơn tới vai diễn Hách Tú Bình. Nữ diễn viên xúc động chia sẻ, cảm ơn bạn vì đã cho phép tôi có cơ hội trở thành bạn trong thời gian ngắn. Mong rằng mọi đau khổ của Tú Bình sẽ sớm kết thúc. Được biết trong Điều thứ 20, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hóa thân thành một người mẹ khiếm thính có tên Hách Tú Bình, vật lộn với cơm áo gạo tiền của cuộc sống để chăm lo cho gia đình. Hách Tú Bình không thể nói được và chỉ có thể giao tiếp bằng thủ ngữ, nhưng cô sẵn sàng lao vào nguy hiểm để che chở cho con gái. Một lần nữa, diễn xuất tinh tế đầy xúc cảm của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả kinh ngạc. Từ bỏ hình ảnh xinh đẹp ngày thường, Triệu Lệ Dĩnh dưới ống kính của Trương Nghệ Mưu đã trở thành một người mẹ giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương. Người trong ngành nhận xét, vai diễn này sẽ là bước đột phá lớn đối với Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều cư dân mạng đánh giá cao nỗ lực chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên không lên tiếng ồn ào, song dùng hành động để chứng tỏ bản thân. Cô đóng cùng lúc hai dự án của hai đạo diễn tiếng tăm, dù chỉ là vai phụ nhưng vẫn mang lại nhiều lợi ích. Chưa kể, Triệu Lệ Dĩnh còn có Hổ Lang Chi Lộ và Tâm Sự của Kiều Nghiên, hai dự án đang quay được trông chờ sẽ làm nên chuyện. Không những vậy, Triệu Lệ Dĩnh cũng góp mặt trong bộ phim Tương Viên Lộng do đạo diễn tài hoa Trần Khả Tân chỉ đạo. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang dần tiến công màn ảnh rộng, hạn chế nhận phim truyền hình để toàn tâm cho điện ảnh. Có thể nói, vị thế của Triệu Lệ Dĩnh trong dàn tiểu hoa lứa 85 có thể tạm gọi là đứng đầu, và sự nghiệp của cô được dự đoán sẽ tiến thêm nhiều cột mốc mới vào năm 2024. Sau thành công của Trường Tương Tư phần 1, Dương Tử được dự đoán sẽ bùng nổ với 4 dự án tiếp theo trong năm 2024. Sự thành công của Trường Tương Tư khẳng định năng lực gánh vác phim truyền hình của Dương Tử. Nữ diễn viên sinh năm 1992 cũng góp phần lăng xê thành công 3 nam diễn viên mới. Do đó, nhiều nam diễn viên đều mong có cơ hội hợp tác cùng mỹ nhân này. Trong năm 2024, Dương Tử sẽ có đến 4 phim lên sóng. Bộ phim mới nhất của cô là Muốn Mãi Mãi Yêu, đóng cùng diễn viên trẻ Phạm Thừa Thừa. Phim dự kiến lên sóng tháng 1 này, trên đài truyền hình Giang Tô, Trung Quốc. Ban đầu, dự án này không nhận được cảm tình từ người xem do sự chênh lệch tuổi tác của cặp đôi chính. Tuy nhiên, dần dà, khán giả có cảm tình hơn với tác phẩm nhờ sức hút của Dương Tử. Ngoài ra,
bộ phim tình cảm gia đình Thừa Hoang Ký do cô và Hứa Khải đóng chính, được cho là sẽ lên sóng trên đài CCTV8 trong năm nay. Bên cạnh đó, lịch chiếu phần tiếp theo của Trường Tương Tư cũng rục rịch lên sóng. Ngoài ra, Dương Tử vừa tham gia phim Quốc Sắc Phương Hoa, tái hợp bạn diễn Lý Hiện sau 5 năm. Ngay sau đó, tin tức Dương Tử và Lý Hiện tái hợp khiến mạng xã hội xôn xao. 4 năm trước, màn kết hợp của hai diễn viên trong bộ phim Ngôn Tình Cá Mực Hầm Mật phần 1 từng gây bão. Diễn xuất và tương tác ăn ý của cặp đôi đã góp phần quan trọng đưa Cá Mực Hầm Mật trở thành phim truyền hình Hoa ngữ đình đám bậc nhất năm 2019. Thậm chí, ở nhiều cuộc bình chọn, Cá Mực Hầm Mật được đánh giá là phim ngôn tình hiện đại hay nhất trong 5 năm trở lại đây. Cá Mực Hầm Mật cũng là tác phẩm đưa tên tuổi Lý Hiện vụt sáng với hình tượng hàng thương ngôn. Ngoài diễn viên chính gây chú ý, Quốc Sắc Phương Hoa khiến khán giả kỳ vọng cao vì đây là tác phẩm được chấp bút bởi Trương Diên Án, biên kịch của Hương Mật Tựa Khói Sương, Trầm Vụng Hương Phai, đều là tác phẩm Dương Tử đóng nữ chính. Trong những tác phẩm tồn kho của nữ diễn viên, không thể không kể đến bộ phim Sóng Gió Thanh Trâm Hành. Sau scandal của nam chính Ngô Diệt Phàm, bộ phim trong tình trạng không thể phát sóng, cũng có một số nguồn tin cho rằng nhà sản xuất đang tìm kiếm nam diễn viên để quay lại những cảnh của Ngô Diệt Phàm. Nhìn lại những tác phẩm đang chờ phát sóng của Dương Tử, có thể thấy phim của cô không chỉ đảm bảo về mặt số lượng mà chất lượng cũng đa dạng và phong phú trong các thể loại. Cúc Tịnh Y hết mê sương sa hạt lựu, tạo hình mới trong Thiên Hương được khen nhẹ nhàng, thanh thoát. Mới đây, những hình ảnh của Cúc Tịnh Y ở bộ phim Thiên Hương đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, nó đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Với nhan sắc xinh đẹp của mình, Cúc Tịnh Y không gặp khó trong việc gây ấn tượng cho khán giả. Tuy nhiên, tạo hình được dân tình chia sẻ rầm rộ với tông xanh. Trên đầu mang nhiều phục sức rườm rà của cô nàng bị chê quá lố. Dù nhan sắc của mỹ nhân 4.000 năm có một là điều đã được nhiều người công nhận, tạo hình mới của Cúc Tịnh Y lần này lại thu về khá nhiều lời chê. Một số khán giả nhận xét, phục sức trên đầu của Cúc Tịnh Y lúc nào cũng theo kiểu sương sa hạt lựu rườm rà và diêm dúa. Đồng thời, nhiều người cũng cho rằng, người đẹp quá ỷ lại vào nhan sắc của bản thân mà không chịu khó trau dồi khả năng diễn xuất. Đến mới đây, khi tạo hình tiếp theo được hé lộ, dân tình mới quay xe, khen lấy khen để vì cô nàng đã biết tiết chế, ít rườm rà hơn rất nhiều. Phần tóc của ngôi sao chính ít chỉ được điểm xuyến một vài phụ kiện nhỏ, tông đỏ rực rỡ, nhưng không mang lại cảm giác chói mắt, mà vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng. Một số bình luận của cư dân mạng: Cúc Tịnh Y đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát quá, không giả nam thì tạo hình này của cô xinh đó. Mấy bộ trước thấy đánh con mắt với cặp môi là mình xỉu ngang, bộ này đỡ hơn nhiều rồi, tiểu cúc hợp cổ trang ghê. Thiên Hương là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hương Dẫn, có tên khác là Thiên Hương Bách Mị, của tác giả Thập Tứ Lan. Bộ phim do Cúc Giác Lượng đảm nhận vai trò đạo diễn. Đây cũng là dự án đánh dấu sự tái hợp giữa cô với người tình màn ảnh Tống Uy Long kể từ Thư Sinh Xinh Đẹp sau hơn 3 năm. Lưu Thi Thi rạng rỡ trên tạp chí Thượng Thành Sĩ. Mới đây, Lưu Thi Thi xuất hiện với phong cách thời trang hiện đại, với chủ đề năm mới trên bìa tạp chí Thượng Thành Sĩ tháng 1 năm 2024, kèm với hình ảnh. Trang Weibo của tạp chí này còn để lại dòng trạng thái, năm mới lại đến rồi, khi còn nhỏ, đón Tết Nguyên Đán tương đương với ngày nghỉ lễ. Ăn sủi cảo, giống như cả nhà cùng nhau quay quần xem tiết mục cuối năm, thăm hội chùa. Sau khi trưởng thành, ký ức tuổi thơ vẫn rõ mồn một như hiện ra trước mắt, nhưng có lẽ do ngưỡng giá trị hạnh phúc tăng lên, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy Tết và mùa đông không còn thú vị như hồi nhỏ. Lưu Thi Thi cũng cảm thấy như vậy, nhưng thật may, cô ấy sẽ tìm thấy niềm vui mới bất cứ lúc nào trong cuộc sống vụn vặt này. Tôi cảm thấy, mọi người khá dễ dàng cảm nhận được loại hạnh phúc này. Không nhất định phải là một việc như thế nào mới khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Cứ trôi theo thời gian, năm 2024, Lưu Thi Thi đã chuẩn bị xong rồi. Trong loạt ảnh, mỹ nhân bộ bộ kinh tâm khiến Cnet trầm trồ với vẻ đẹp thanh tú không tì vết, gương mặt hoàn hảo với những đường nét hài hòa, vô cùng sắc nét trong một không gian hoài cổ. Có thể nói sau khi sinh con, mỹ nhân họ Lưu ngày càng sắc sảo và mặn mà. Gương mặt hoàn mỹ và vóc dáng của bà xã Ngô Kỳ Long một lần nữa gây ấn tượng mạnh với công chúng. Lưu Thi Thi được coi là ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ bởi vẻ đẹp thanh khiết, không chỉ có nhan sắc, người đẹp còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất trong nhiều phim như Tú Xuân Đao, Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Bộ Bộ Kinh Tâm. Sau khi sinh con trai đầu lòng, hiện nay cô đang tích cực quay trở lại với các dự án phim ảnh, điển hình là màn tái xuất giang hồ đầy ngoạn mục trong Nhất Niệm Quang Sơn. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn,
các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.